Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức Học viện Crypto. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh. Xin chào tất cả các anh chị em. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các anh chị em đánh giá review dự án SoCare. Cái dự án này là một cái dự án về y tế tương đối là hay, và mình có vừa tìm được dự án này đã ICO rồi, và sắp tới thì nó chuẩn bị có lẽ là chuẩn bị lên các sàn. Thì mình sẽ review và đánh giá cho các anh chị em để chúng ta có thể tìm hiểu những cái thông tin của dự án này và cùng hiểu thêm về cái dự án này nhé. Thì đầu tiên, SoCare được ICO vào từ ngày 31, từ ngày 31 tháng 3 đầu năm nay, 31 tháng 3 cho đến là mùng 1 tháng 5 năm 2018 này. Thì cái giá ICO của SoCare, giá ICO nó là 0,1 đô. Và cái SoCare thì cái đợt trước là nó nằm trên cái nền tảng ETH, có nghĩa là nó là token của token ERC20. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm hiểu SoCare là gì. Ok. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là SoCare là gì nhé. SoCare mình có đọc thì bây giờ mình có đánh lít qua cho các anh chị em để các anh chị em có thể hiểu. SoCare nó là một cái platform về y tế, nó giúp cho những cái gì, nó giúp cho người bệnh dễ dàng đặt lịch khám với lại bác sĩ và tiết kiệm thời gian hơn, và người bệnh có thể chọn đúng được bác sĩ chuyên môn và có thể là tự chọn bác sĩ. Đây là một cái dự án mà nó về mặt blockchain nhưng mà nó có thể là áp dụng vào trong cái y tế. Chúng ta có thể thấy là ở cái thời điểm hiện tại, nếu mà chúng ta đi các bệnh viện hay là đi khám bệnh các thứ thì chúng ta rất là khó khăn, phải xếp hàng chờ đợi, có khi thậm chí hàng tiếng, có khi cả sáng đến chiều không không thể nào mà khám được, và thậm chí là chúng ta khám ở những cái bác sĩ mà cũng không hề tin tưởng một chút nào. Đây là một cái vấn đề ở trong không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Thì SoCare đã nhìn ra được cái vấn đề đấy và họ đang tiến tới cái họ đang làm giải giải quyết cái vấn đề đó, là SoCare có thể là đặt giúp cho người bệnh dễ dàng đặt lịch khám với lại bác sĩ và tiết kiệm cái thời gian đấy đi, và họ có thể checking kết quả khám bệnh một cái cách là đồng bộ từ nhiều cơ sở y tế khác nhau. Có nghĩa là các bạn có thể là từ bệnh viện Bạch Mai mà các bạn có cái kết quả y tế, thì sau đó nếu mà nó cả Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức cùng dồn vào cái platform của SoCare thì hai bệnh viện này đều đưa ra chung được cái những cái kết luận và họ có thể dùng chung được với nhau. Bạn không phải cầm cái phiếu kết quả khám bệnh của Bạch Mai sang Việt Đức, mà bạn chỉ cần sang đó và bạn nhập cái địa chỉ của mình vào thôi, có nghĩa là nhập cái thông tin của mình vào là họ có thể soi ra được thêm là tất cả những cái yếu tố, những cái như là bạn bị bệnh gì hay là hay là khám bệnh, có nghĩa là bạn đã thí nghiệm máu ở Bạch Mai rồi thì bạn không phải sang Việt Đức bạn thí nghiệm nữa. Đó là một số cái. Còn cái tiếp theo là bác sĩ đưa ra cái chuẩn đoán chính xác hơn thông qua cái việc nghiên cứu lịch sử khám bệnh, và bác sĩ có thể linh hoạt sắp xếp cái thời gian chữa bệnh cho bệnh nhân và dễ dàng đặt lịch khám bệnh hơn. Bác sĩ có thể ủy quyền cho bác sĩ chuyên môn có năng lực thực hiện các chẩn đoán chuyên môn. Có nghĩa là những cái thông tin của các bạn sẽ được đồng bộ vào hết cả cái hệ thống của SoCare, và sau đó thì là các hệ thống của SoCare sẽ làm như nào ạ? Họ sẽ phân tích và nghiên cứu, và sau đó là những cái người bác sĩ họ chỉ cần nhìn lên cái hệ thống của SoCare và họ có thể chẩn đoán chính xác hơn thông qua những cái thông tin mà đã được cung cấp từ lịch sử của người bệnh. Hiện tại thì chúng ta đang chưa có cái hệ thống có thể là ghi lại những cái lịch sử mà chúng ta bị bệnh. Nếu mà chúng ta bị bệnh ở tuyến huyện, chúng ta khám ở tuyến huyện rồi sau chúng ta lên dần thì những cái thông tin lịch sử bị bệnh của chúng ta cũng không được lưu lại, không được lưu trữ. Đó là ở Việt Nam. Thì ở các nước ở trên thế giới thì nó cũng tương tự, gặp cái từng trường hợp nó sẽ nhẹ hơn, có nghĩa là các nước trên thế giới họ có hệ thống rồi nhưng mà nó cũng gặp cái trường hợp tương tự như vậy.
Và đây là một cái giải quyết cái vấn đề, nó giải quyết cái vấn đề này rất là hay. Họ rất là thông minh khi sử dụng blockchain vào Soka để họ có thể là áp dụng tất cả những cái yếu tố minh bạch và công khai, và thêm nữa những cái yếu tố của blockchain vào để giúp cho cái công nghệ có thể đi vào được với lại lại y tế, một cái ngành khoa học mà nó rất là cần thiết và phải có công nghệ. Và tiếp theo là tất nhiên là nó sẽ giúp cho cái bệnh viện được tối ưu cái công suất hoạt động của bệnh viện rồi, và có thể là họ sẽ không chính chính vì những cái công nghệ này cho nên là bệnh viện sẽ không cần nhiều quá những cái y tá hay là những cái người phục vụ nhiều nữa. Thì cái người phục vụ gọi là y tá hay gì đó mình không nhớ, thì là nó giảm tải được cái quá trình, nó giảm tải được cái lịch trình khám, rồi nó giảm tải được tất cả những cái yếu tố để nó giúp cho cái vấn đề là bệnh viện có thể chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn, và nó cũng giúp cho cái cải thiện cái vấn đề là những cái yếu tố mà còn tồn đọng ở trong bệnh viện. Và nó có rất nhiều cái hay nữa, đó là các tổ chức y tế khác nhau thì là có những cái bảo hiểm và sẽ quản lý được cái data khách hàng tốt hơn thông qua những cái việc kết quả khám bệnh, có thể là biết được cái nên bán gói bảo hiểm cho ai, có nghĩa là thông qua những cái khách hàng mà đã sử dụng dịch vụ của Soke thì sau đó là họ sẽ sử dụng cái data dữ liệu đó thì để họ giúp đỡ khách hàng, là họ giúp đỡ khách hàng có những cái gói bảo hiểm nó phù hợp cho cái người khách hàng đấy. Nó rất là hay thưa các anh chị. Mình có tìm hiểu một số những cái dự án về y tế như là Petoy, thì Soke là một cái dự án nó vượt trội hơn hẳn so với Petoy. Ở đây Soke cái ý tưởng của nó đã vượt trội hơn rồi. Còn và những cái mà nó thực hiện thì tí nữa mình sẽ nói tiếp, mình sẽ nói chi tiết hơn. Tuy nhiên cái ý tưởng của nó thì cực kỳ là hay. Và chúng ta có thể hiểu đó là Soke nó là một cái dự án nó cải thiện tất cả những cái lợi ích về chăm sóc sức khỏe và y tế, và nó áp dụng cái công nghệ blockchain vào, và nó cái mục đích của nó là nhằm tiến tới cái việc là an ninh và cái sự riêng tư, đồng thời cải thiện những cái khả năng tiếp cận và trách nhiệm của các hệ thống tập trung của các bệnh viện hiện tại mà họ chưa làm được. Và tiếp đó thì Soke có cái họ xây dựng được một cái cộng đồng, chính vì vậy cho nên là họ xây dựng một cái cộng đồng và các nhà phát triển, các đối tác và các đại lý liên tục mở rộng, cho nên là có thể là áp dụng và tập trung vào cái phát triển về cái mặt công nghệ và mặt trí tuệ của họ. Thì Soke nó có một cái nữa, đó là Soke nó sẽ giúp cho tất cả những chúng ta, có nghĩa là nó đang hướng tới cái việc cái là cải thiện cái ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, mà cái ngành này là từ trước đến nay là rất là khó để áp dụng cái công nghệ vào. Và mình thấy là cái ý tưởng của dự án này rất là hay và nó rất là thực tiễn đối với lại nó rất là có ích đối với thực tiễn, bởi vì cái blockchain thì nó ứng dụng vào thực tiễn thì vào cái vấn đề y tế là một cái rất là cần thiết, và nó chắc chắn nó sẽ phải có trong tương lai. Thì mình thấy Soke nó cực kỳ là quan trọng và cần thiết. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đội ngũ team của Soke, ok, đội ngũ team của Soke thì chúng ta có thể tìm hiểu ở đây. Thì đội ngũ team của Soke thì có cả về chuyên môn lẫn y tế và chăm sóc sức khỏe ở rất là lâu năm rồi. Có những người có chuyên môn trong hơn 26 năm rồi.
có những người thì có những chuyên môn rất là đây các bạn có thể nhìn thấy những cái người found những cái người CEO và CTO của Soke thì đều là những cái người mà có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực về y tế, đều là có những cái là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực về y tế. Cái này rất là quan trọng bởi vì là một cái dự án phát triển về mặt y tế thì chắc chắn họ phải hiểu được xem là cái lĩnh vực của họ là như thế nào thì họ mới có thể phát triển ra được cái họ có thể phát triển được cái lợi ích của cái dự án này so với cho cái ngành của họ. Thì đây là cái điều rất là quan trọng và mình đánh giá rất là cao. Ok, đây là LinkedIn thì các bạn có thể vào đây để cùng kiểm tra. Chúng ta sẽ tìm hiểu ông Giao này là ông CEO của Soke, thì ông này đây các bạn có thể nhìn thấy ông làm việc cho Soke từ năm 2017 và trước đó thì cũng làm việc ở một số những cái công ty. Ok, toàn CTO C, toàn C, C, toàn CEO đó. Và chúng ta có thể đẩy tiếp theo đến sang ông này, ông Vandimi Vandim. Ông Vandim này thì cũng làm việc Soke từ rất lâu rồi và mình có để ý thì là hai ông này có ngày xưa có cùng làm việc chung ở cái là Engine G Boy. Các bạn có thể thấy có lẽ là họ là những người đồng nghiệp cũ từ rất là lâu rồi, từ năm 2012 cơ. Ông này thì năm 2016 đến 2017. Ông này thì làm việc từ năm 2012 đến 2014 đến 2016 17 luôn. Có nghĩa là hai cái người này là hai người làm việc với nhau rất là lâu rồi và sau đó họ họ nhảy ra họ làm dự án của Soke. Đây có nghĩa là có lẽ là cái dự án riêng của họ. Ok. Còn tiếp đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái đội dev cái đội team của Soke. Về cá nhân mình thì mình thấy cái đội ngũ team của Soke nó hơi bị mỏng một chút. Thì đội ngũ team của Soke thì có cái về cái phần họ chỉ có 1 2 3 4 5 6 6 người, 7 người, 8 người, 9 người. 9 người thì trong đó có 2 người 9 người thì trong đó có 2 người là về 3 người, 2 người, 3 người à 3 người, 2, 3 người giám đốc rồi. Còn lại thì là những cái người mà làm về công nghệ và phát triển dự án và còn chỉ có 2 người là marketing thôi. Thì cái đội ngũ này nó hơi bị yếu một chút. Tuy nhiên rằng mình thấy là cái đội ngũ này nó yếu về cái phần là marketing nhiều hơn bởi vì hiện tại là mình mới thấy là có hai người marketing ở đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem hai người cái cô marketing này. Ok, thì cái cô marketing này cũng là cái người mà cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm trong cái ngành marketing rồi. Đây là cô Ikono Ikono và tiếp theo là cô Maria. Maria thì cũng cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, các bạn có thể thấy. Vậy là có hai người chuyên về marketing và có khoảng độ chục người là làm về lĩnh vực công nghệ và phát triển dự án. Ok, cái đội ngũ dev team của Soke thì mình thấy tương đối mỏng và tiếp đó là đội ngũ advisor của Soke. Thì advisor của Soke thì có 6 cái tên đầu tiên trong danh sách đều là những người có cái kinh nghiệm lâu năm trong cái lĩnh vực sức khỏe và
có cái mối quan hệ đặc biệt chặt chẽ với các tổ chức chính phủ và có cái khả năng tác động lên những chính phủ chính sách chăm sóc sức khỏe. Thì đây là một số những cái người mà nó có những cái mình đọc qua thì thấy là nó tương đối là ok, và trong đó thì có ba cái tên, trong đó có ba cái tên rất là được chú ý. Là đây chúng ta có thể xem, đầu tiên là ông, đầu tiên phải kể đến ông này, ông Jonathan Chu này. Ông Jonathan Chu này là advisor, là co-founder của B-Token. B-Token, các bạn đã biết là một cái B-Token là một cái đồng crypto, một cái đồng crypto đã lên sàn rồi và cũng tương đối là ổn về cái mặt dự án của họ. Tiếp đó đó là chúng ta có thể tìm hiểu là ông Nick Macario là cái người mà CEO của Doge.io. Doge.io thì rất nhiều các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì đó là hai cái người mà chúng ta có thể thấy là rất nổi bật. Những cái người còn lại thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và tiếp đó với cái sự xuất hiện, những cái sự xuất hiện này thì cái khả năng Soke sẽ được nhận được cái sự hỗ trợ của B-Token và Doge.io là hoàn toàn có thể xảy ra, và nó sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Và tiếp đó là cái nhóm cố vấn chỉ hợp tác trong lĩnh vực cái khoảng thời gian nhất định là cái Company Advisor. Thì cái nhóm này thì trong tất cả các cái tên xuất hiện trong cái nhóm này thì cái người tạm chú ý gì có lẽ là người tạm chú ý là cái ông Andrei Amo Amosky, ông Andrei Amosky này. Ông này là gì? Ông này là một cái founder của cái công ty Abhishek. Ông này là founder của công ty Abhishek này. Các bạn có thể thấy ông này là có rất nhiều cái năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà phát triển và hỗ trợ dự án blockchain, và rất là hiệu quả. Và đây họ có rất nhiều và đây họ có một vài đối tác chiến lược được. Ok, tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc tính kỹ thuật của Soke. Thì đặc tính kỹ thuật của Soke thì thực ra nó cũng không có gì là đặc biệt. Cái Soke thì ban đầu nó được làm trên cái nền tảng là ETH, có nghĩa là nền tảng ERC20. Tuy nhiên thì theo cái thông báo của Dev Team thì họ đã làm xong cái platform rồi, và sắp tới thì họ sẽ lên sàn, họ sẽ công bố cái platform đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần marketing và cộng đồng của Soke. À đây còn cái phần GitHub của Soke thì chúng ta có thể thấy nó update cũng thường xuyên. Mình thấy là cái update trong vòng 3 ngày gần đây thì mình cũng thấy nó cũng tạm tạm. Tiếp đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cộng đồng của Soke. Thì Soke ở trên Telegram thì hiện tại có ở trên Telegram thì hiện tại có 207 27.000 thành viên. Thì mình đánh giá là cái dự án này nó cái marketing nó hơi yếu. Như ban đầu thì mình có nói là có được 2 người marketing thôi, thì thực sự là nó cũng hơi yếu thật. Và cái từ tháng 1 đến bây giờ là gần 8 tháng rồi mà nó mới có ở trên Bitcoin Top mình nó mới có 35 page. Thì đây là một cái con số rất là nhỏ, và đây là cái con số rất là nhỏ thôi. Và trên Twitter thì nó có 3.500, có nghĩa là cái marketing của Soke thì các bạn có thể thấy là tương đối là yếu. Các bạn có thể thấy là tương đối là yếu. Ở trên Facebook của Soke thì cũng chỉ có 3.000 người theo dõi thôi. Và ở trên kênh YouTube của Soke thì họ cũng thường xuyên, mình cũng thấy là họ thường xuyên up cả những cái video để giải thích về cái
để giải thích và chia sẻ thêm về những cái dự án của họ. Ok. Thì cái cộng đồng của Soke thì mình đánh giá là nó hơi yếu một chút, cho nên là phần cộng đồng thì nó lại hơi yếu. Và các thành phần không thể thiếu của Soke đó là Soke Gunit. Thì Soke Gunit được thiết kế như một cái ứng dụng của blockchain được giúp cho bệnh nhân và các nhà cung cấp liên lạc với các quản lý chăm sóc. Và Soke Gunit chứa cái Soke card và Soke coin thì nó mang lại cho người tiêu dùng toàn cái quyền cái kiểm soát thông tin và những cái hành động. Soke card thì được xây dựng trong cái ứng dụng của bên trong cái Soke Gunit, và Soke card thì tương đương với các ứng dụng trong cái nhà hàng, cửa hàng, và ứng dụng có thể là được tải xuống từ cái từ từ cái Soke make make brand, và xây dựng và trí thông minh vào cái nền tảng tự động chăm sóc cho cái sức khỏe. Cái này nó có thể tự động chăm sóc sức khỏe và phối hợp với các kết quả các phối hợp với các kết quả để có thể là đưa ra những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe, xử lý tức cái sự thông tin xử lý cái sức khỏe tốt hơn. Và Soke Coin thì nó là cái token thanh toán được sử dụng trong cái Soke và Soke và cái Ke Coin, mình xin lỗi, là cái Ke Coin có cái loại bỏ ra rất nhiều nguy cơ, nó loại bỏ ra rất nhiều nguy cơ và giảm chi phí từ những cái mô hình thanh toán của cái bên trung gian bằng cách cung cấp cái tính minh bạch. Của cái tính minh bạch này được áp dụng từ blockchain vào và phát lại không thể thay đổi. Vậy có nghĩa là nó sẽ không thể thay đổi cái những cái mà nó đã lưu vào trong lịch sử, và cái trách nhiệm cái giải trình sẽ được loại bỏ, và nó tránh lãng phí và phung phí hơn. Tiếp đó là cái tiếp đó là đây cái care là cái data được thiết kế để quản lý cái dữ liệu của Soke từ những cái nguồn dữ liệu bên ngoài. Tiếp đó đó là Care Protocol thì nó kết nối với các và đồng bộ ví, thẻ và coin giữa các bên liên quan để phối hợp chăm sóc, nó phối hợp chăm sóc và tiếp cận cái mạng Care Protocol. Và cái Care Protocol này nó xử lý tất cả các thông tin liên lạc và đồng bộ với thẻ và coin và hệ thống thông tin khách hàng. Nó rất là hay thưa các bạn. Và Soke thì tìm cách cung cấp cho các cá nhân cái lợi ích, như là bạn có thể có quyền kiểm soát và hoàn toàn có thể truy cập vào ngay tất cả các hồ sơ y tế của bạn, và có khả năng truy cập ngay lập tức vào bất kỳ bạn chọn, những ai mà bạn chọn, và nó đảm bảo cho cái tính an toàn toàn bộ cái tiền sử bệnh án của bạn. Có nghĩa là những cái tiền sử bệnh án của bạn thì nó sẽ không bị sửa đổi và không bị thay đổi, và không ai có thể có quyền truy cập cái hồ sơ của bạn khi mà bạn không cho phép. Và nó cung cấp cho bạn cái quyền truy cập nhiều cái thủ tục y tế, có chi phí trước, và nó giảm thiểu tối đa những cái sự gian lận, và nó giảm thiểu tối đa những cái sự gian lận hoặc là quá tải của những cái nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe. Ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đã biết là bệnh viện và những cái nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe là đã rất là vất vả, đúng không ạ? Và chính vì vậy cho nên là nó đã tạo dựng cái sự tin tưởng, nó hy vọng là tạo dựng được cái sự tin tưởng gần như tuyệt đối đối với những cái đơn vị về mặt chăm sóc sức khỏe. Ok, thì tiếp theo là về cái mặt token, về cái mặt token của Soke. Ok, Soke thì họ đã bán được 350.000
350 triệu token ra thị trường trong cái đợt mà ICO của họ. Và token của Soke nó có tên là KEM, KEM, đồng KEM. Ban đầu thì nó là token của ERC20 với cái nguồn cung cấp là 1 tỷ đồng. Và hiện tại thì đồng KEM, đồng KEM thì theo theo cái thông báo của Soke thì cái hệ thống của Soke đã ra cái platform riêng rồi, thì chúng ta cùng chờ đợi. Và cái token sale, cái phân bố token thì nó như sau. Đầu tiên là 35%, 35% thì dành cho pre-sale và ICO, 20% thì dành cho cộng đồng, họ phát triển cộng đồng, 18% thì họ dành cho đội ngũ team. Cái này thì họ nắm giữ trong vòng 36 tháng. Họ bắt buộc phải nắm giữ trong vòng 36 tháng, thưa các bạn. Và 15% thì cho tăng trưởng và họ phát triển tăng trưởng. Và có 9%, 9% thì họ dành cho cái ngân sách dài hạn. Và 3% thì đó là chi phí bán token. Đó là những cái, đó là những cái của token của Soke. Thì Soke nó có cái Soke thì có ban cố vấn bao gồm 50 chuyên gia, đây là họ nói, và cũng cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực y tế và blockchain và kinh doanh, thì như chúng ta đã tìm hiểu rồi, đúng không ạ? Thì họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực về y tế, có ông có 25 năm cơ, toàn ông vài ông có 25 năm và cái kinh nghiệm của họ rất là nhiều. Và bây giờ mình mới để ý là cái đội team của Soke thì nó cũng rất là nhiều, không phải ít. Nó rất là nhiều, không phải ít đâu. Đội ngũ team này của Soke thì cực kỳ là khủng. Và đúng, theo họ có báo cáo thì họ có 50 cái người mà hơn 50 cái chuyên gia trong cái lĩnh vực của họ. Đây là một cái con số mà rất là tương đối là ok. Tiếp theo là đến cái roadmap của Soke. Thì roadmap của Soke thì hiện tại nó cũng rất là cơ bản và sơ sài, nó cũng chưa có gì nhiều cả. Hiện tại thì nó đang đang trong cái quá trình mà đưa Soke lên sàn, và hiện tại thì nó chỉ nói là nó đã xong cái platform của nó rồi thôi, còn chưa có gì nhiều. Và cái dự án của họ thì mới roadmap thì mới đến quý 2 năm 2019, cho nên nó cũng chưa có gì nhiều để chúng ta có thể bàn luận đây. Tuy nhiên rằng thì họ có bảo là họ xong platform rồi, thì chúng ta có thể xác nhận là họ có cái sản phẩm rồi. Và còn một cái nữa là đó là Soke thì họ đi kết nối các đơn vị với nhau, có họ đi kết nối không phải các kết nối các đơn vị với nhau mà họ đi tìm các họ ban đầu thì họ đi kết tìm các đơn vị rồi sau họ làm thành một cái. Ví dụ như là họ có một cái họ kết nối với lại bệnh viện Bạch Mai, sau đó họ hoàn thành cái những cái quy chuẩn và các thứ để giúp cho bệnh viện Bạch Mai có thể đáp ứng được cái hệ thống của Soke. Sau đó thì họ bắt đầu đi tìm dần các đơn vị khác, thì cái cách họ làm là như vậy. Thì mình thấy là về cái mặt tổng quan, cái kết luận thì là như thế này. Mình thấy là cái ngành y tế để ứng dụng blockchain vào thì hiện tại thì nó rất là quan trọng, và đối với lại những cái đơn vị và những cái tổ chức mà họ cần tối ưu cái nguồn lực và phát triển và phát triển hơn ấy, thì là những cái dự án như Soke là những cái dự án cực kỳ quan trọng đối với những cái đơn vị như vậy. Và đối với những cái nước mà đã phát triển rồi thì thực tế là Soke là những cái mà cần thiết cho những cái nước mà phát triển.
Và tương lai thì Việt Nam cũng mình cũng hy vọng là Việt Nam cũng sẽ có thể là áp dụng những cái công nghệ như thế này. Và cái ngành công nghiệp áp dụng cái công nghệ vào y tế đó là cái cực kỳ cái ngành cực kỳ lớn, và để bao trọn được cái ngành này thì mình nghĩ là rất là khó, cho nên là cái tiềm năng của cái Soke thì mình nghĩ là cực kỳ là rất là lớn. Tuy nhiên rằng thì mình thấy là cái cộng đồng của Soke thì nó đang rất là bé, cộng đồng của Soke thì nó đang rất là bé. Cái Telegram thì nó mới có 27.000 người, 28.000 người, và cái Twitter thì nó cũng có tầm đó. Mình thấy thì nó chưa được cộng đồng chào đón nhiều. Và một phần nữa thì hiện tại thì nó là một cái blockchain hiện tại thì nó đang phát triển ở cái chế độ là đang nâng cấp dần, và nó chưa phải là một cái nơi sinh sản cho những cái ứng dụng cũng như DApp hay protocol. Thì mình thấy là cái Soke thì ở trong cái thời gian cái Soke là một cái mà phát triển cái dự án này, là dự án mà phát triển đi với đi đường dài, rất là dài. Và cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại đi đường dài hơn. Và còn một cái nữa đó là như mình vừa vừa có nói, đó là cái marketing và cộng đồng của Soke nó hơi hơi yếu. Cái này cũng là cái điểm mạnh và cũng là cái điểm yếu của Soke. Cái điểm yếu ở đây là gì? Cái điểm yếu ở đây là nó sẽ khó có thể là cộng đồng nó sẽ khó có thể là đẩy giá lên được khi mà nó không có cái độ lượng, không có nhu cầu. Mà cái thứ hai đó là cái điểm mạnh là gì? Nếu mà một cái dự án nó tốt thì mình thấy là dự án Soke tương đối là ổn. Nhưng mà nó chưa phải là tốt hẳn, nhưng mà nó thế này, đối với lại y tế thì nó hiện tại đối với y tế thì nó là cái dự án ổn nhất. Thì cộng đồng nó chưa biết đến nhiều thì nó mới có khả năng tăng trưởng mạnh được. Và đó là những cái giúp cái Soke có thể tăng trưởng. Cái yếu tố giúp Soke có thể tăng trưởng, yếu tố thứ nhất đó là cộng đồng chưa biết nhiều. Yếu tố thứ hai đó là những đứa cái đơn vị mà muốn sử dụng cái mạng lưới của Soke thì bắt buộc phải dùng cái đồng Ken này. Thì cái việc mà dùng đồng Ken thì dẫn đến cái việc là họ sẽ phải lên sàn họ mua. Khi lên sàn họ mua thì vô hình là tạo ra một cái lượng nhu cầu rất là nhiều, và khi đấy thì làm sao thì cái giá token chắc chắn là sẽ bay. Và nhưng mà nó còn một cái rủi nó có cái rủi ro là gì? Cái rủi ro là ở cái thời điểm hiện tại thì thị trường đang đao chen rất là mạnh, và thị trường đang đao chen như thế này thì nó sẽ kéo dài trong cái thời gian dài. Và khi khi Soke lên sàn trong cái thời điểm hiện tại, mình không dám chắc là Soke, mình không biết là Soke bao giờ lên sàn, nhưng nếu mà lên sàn ở trong cái thời điểm hiện tại thì cũng tương đối là khó khăn cho Soke. Dù là dự án tốt thật nhưng mà lên sàn ở cái thời điểm hiện tại thì thực nó hơi khó khăn một chút. Và nó chỉ có một cái yếu tố đó là cái phần protocol và DApp, thì hiện tại thì mình thấy là nó chưa được ưu tiên nhiều ở trong cái giới blockchain. Có nghĩa là nó làm sao nhỉ? Có nghĩa là họ ưu tiên phát triển ở cái những cái platform hơn. Họ ưu tiên phát triển nền tảng trước, sau khi mà gốc cây đã xong thì chúng ta mới có thể là phát triển những cái DApp vào cái protocol trên những cái gốc cây hoàn chỉnh được. Thì đây trên trên đây là những cái chia sẻ, những cái đánh giá, những cái review của mình, cá nhân mình về Soke. Thì đó là những cái review và đánh giá của cá nhân mình về Soke, và đây là những cái thông tin và mang tính chất là giúp các anh chị có các thông tin để có thể là biết tới những cái dự án ở trong crypto,
và đây không phải là thông tin về lời khuyên về đầu tư, cho nên là các anh chị cũng cẩn thận với cái túi tiền của mình. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.